Con hành thiền dựa vào hơi thở thì nước mắt con lại chảy. Tại sao vậy ạ? Thì mở mắt ra, quý vị theo dõi hơi thở thôi. Nhớ khi chúng ta theo dõi hơi thở thì tất cả những thứ khác đều là ngoài ra. Quý vị theo dõi, để ý vào những thứ vụn vặt khiến cho những thứ không quan trọng trở nên quan trọng. Cái vấn đề là do quý vị, cái người hỏi, chưa tập trung một cách đúng đắn vào hơi thở.